F-Pace là mẫu SUV đầu tay của Jaguar và giúp thương hiệu này gặt hái được nhiều thành công về mặt giải thưởng và doanh số. Giờ đây F-Pace đã được giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nhằm tăng sức hấp dẫn sau hơn 4 năm có mặt trên thị trường. Jaguar chỉ thực hiện những tinh chỉnh nhẹ về ngoại hình của F-Pace. Nắp capo được làm cơ bắp hơn và kéo dài đến tận mép lưới tản nhiệt, giúp lược bớt một đường chia cắt ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt và hốc gió mới đều lớn hơn, với họa tiết bề mặt kiểu kim cương. Cụm đèn phía trước sử dụng hai dải đèn ban ngày hình chữ J mỗi bên, kết hợp với tùy chọn đèn ma trận pixel LED. Những thay đổi ở đuôi xe gồm cụm đèn hậu mỏng hơn với đồ họa mới. Phần nắp cốp và cản sau có tạo hình mạnh mẽ hơn. Trái với những nâng cấp bên ngoài, không gian nội thất của F-Pace mới là một cuộc đại tu khi Jaguar đã thiết kế lại toàn bộ mọi chi tiết. Phần bệ trung tâm kéo dài liền mạch lên đến bảng điều khiển, được tích hợp sạc không dây và ngăn chứa đồ lớn hơn. Núm xoay chọn số đã bị loại bỏ và được thay thế bởi cần số Ride Selector mới. Nâng cấp lớn nhất trong khoang nội thất nằm ở màn hình cong 11,4 inch, dùng để điều khiển hệ thống thông tin và giải trí PV Pro. Mọi chi tiết trên F-Pace mới đều có độ hoàn thiện thuộc đẳng cấp rất cao, như màn chắn loa được khắc laser, núm xoay Jaguar Ride Control các kim cương tinh xảo, hay những tấm ốp trang trí bằng nhôm và gỗ sang trọng. Ghế ngồi mới được bổ sung thêm chức năng massage và logo Jaguar Leaper dập nổi trên tựa đầu. Jaguar cũng trang bị tính năng chống ồn chủ động bằng sóng âm, ion hóa không khí bằng công nghệ nano E và hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, v.v. F-Pace mới được cung cấp khá nhiều tùy chọn về hệ truyền động. Nhóm máy xăng gồm động cơ 2.0 lít i4 250 mã lực, 3.0 lít i6 340 hoặc 400 mã lực. Nhóm máy dầu gồm động cơ 2.0 lít i4 163 hoặc 204 mã lực và 3.0 lít i6 300 mã lực. Hệ thống hybrid nhẹ 48V sẽ đi kèm với một số tùy chọn động cơ, giúp hỗ trợ xe tăng tốc tốt hơn và giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Mọi phiên bản F-Pace đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. F-Pace P400i là mẫu hybrid cắm sạc đầu tiên của Jaguar. Nó bao gồm động cơ xăng 2.0 lít i4 và động cơ điện 105kW, giúp tạo ra công suất hệ thống 404 mã lực, với nguồn điện được trữ trong cụm pin lithium-ion 17,1kWh. Xe tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong 5,3 giây, di chuyển thuần điện với phạm vi tối đa 53km, và mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 2,2 lít xăng cho 100km. Pin được sạc từ 0 lên 80% chỉ trong 30 phút nếu dùng nguồn điện 1 chiều 32kW hoặc 100 phút đối với điện xoay chiều 7kW. F-Pace 2021 sẽ có giá khởi điểm từ 40.860 bảng tại Anh, tương đương 1.227.000.000 đồng. Vừa rồi là video tìm hiểu chi tiết Jaguar F-Pace 2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.